Tụ tập, chiêu cảm tự bất đồng, tụ hội, chiêu cảm tự không đồng. Căn bản phiền não có 6 loại, tùy phiền não có 20 loại, chúng thuộc về tập đế của tứ đế. Tập đế tức là tập hợp chiêu cảm phiền não. Phiền não khiến chư vị không thể đạt đến trí huệ chân chánh. Nếu muốn đắc được trí huệ chân chánh, trước tiên chư vị phải hàng phục được phiền não. Trước khi hàng phục phiền não, chư vị phải nhận rõ chúng là phiền não, nếu không thì chư vị hàng phục cái gì? Ví như muốn giết kẻ cướp thì phải biết hang ổ của chúng ở đâu, phải nhận ra mặt mũi của chúng. Nếu không thể nhận diện được thì khi đối diện với chúng, chư vị lại kết bạn với chúng. Tại sao? Vì chư vị không nhận rõ là chúng ăn cắp tài vật châu báu của mình. Phiền não cũng như thế, chư vị phải nhận ra chúng thì sau này mới không bị chúng truyền, phải nên hàng phục chúng. Diệt đế nghĩa là như như bất động. Tánh diệt khả chứng cứu cánh lạc, tánh diệt khả chứng tột an lạc. Nếu chứng được diệt đế, tức là chứng đạt chân đế an lạc, gọi là bốn đức của Niết Bàn, nghĩa là thường lạc ngã tịnh. Đạt đến thường lạc ngã tịnh thì cũng là chứng được quả diệt đế. Nhưng chứng đến quả vị này chỉ là quả vị tiểu thừa của A-la-hán, mới đoạn được phần đoạn sanh tử thôi, chưa đoạn hết biến dịch sanh tử, và chỉ chứng được một phần chân lý mà không phải là diệu quả rốt ráo đại thừa. Phần đoạn sanh tử là gì? Phần tức là tôi có một phần, chư vị có một phần, mỗi người đều có một phần. Đoạn tức là tôi và chư vị, mỗi người có riêng một đoạn thân, như thân cao một thước 6, thước 7, thước 8, vân vân. Thế nên thân của mỗi người cao thấp khác nhau, từ sanh đến chết gọi là đoạn lạc. Từ hôm nay đến ngày mai cũng gọi là đoạn lạc, từng đoạn. Tất cả phàm phu đều có đầy đủ phần đoạn sanh tử này. Người tiểu thừa đã cắt đứt phần đoạn sanh tử nên chứng quả an lạc tịch diệt. Khi chứng quả tịch diệt thì phá được kiến hoặc và tư hoặc. Sao gọi là kiến? Vì chư vị đối trước cảnh giới mà sanh tâm tham lam luyến ái, bị cảnh giới làm mê hoặc. Sao gọi là tư hoặc? Không hiểu đạo lý nên khởi tâm phân biệt. Đối với đạo lý mà không minh bạch nên sanh tâm phân biệt. Càng phân biệt chừng nào thì càng đi xa chừng đó. Càng đi xa chừng nào thì phân biệt thêm nhiều chừng đó nên gọi là đi lạc đường. Chứng đắc quả an lạc tịch diệt thì cắt đoạn được kiến hoặc và tư hoặc, nhưng chưa đoạn hết vô minh mà chỉ mới hàng phục được thôi. Không những chư A-la-hán chưa đoạn được vô minh, mà cho đến Bồ-Tát Đẳng Giác vẫn còn một phần sanh tướng vô minh chưa phá hẳn. Thế nên chứng đạt quả vị vô thượng tịch diệt mà vô minh vẫn còn, tuy cắt đứt phần đoạn sanh tử mà biến dịch sanh tử vẫn còn tồn tại. Sao gọi là biến dịch sanh tử? Biến dịch là tâm niệm sanh khởi của chúng ta, niệm sau theo niệm trước, niệm niệm không ngừng, niệm niệm lưu chuyển. Một niệm sanh khởi tức một lần sanh, một niệm diệt tức một lần chết, đó gọi là biến dịch sanh tử. Biến dịch sanh tử này, niệm niệm không dừng, có phải gọi là sanh tử không? Vì cảnh giới này chưa đạt đến thiền định chân chánh. Định chân chánh nghĩa là một niệm lự cũng không còn. Cảnh giới sơ thiền, tim không còn đập. Cảnh giới nhị thiền, không còn hô hấp. Cảnh giới tam thiền, niệm lự đình chỉ. Cảnh giới tứ thiền, dứt niệm, không còn niệm lự. Nhưng cảnh giới tứ thiền này cũng chưa phải là chứng quả, bất quá chỉ là quá trình tu đạo thôi, và không phải là tầng bậc cao siêu. Phổ thông người tu đạo đa số có thể đạt đến cảnh giới này. Đạo đế, diệt tức là phải chứng đắc. Đạo là phải nên tu hành. Bàn về vấn đề đạo, đầu tiên chúng ta hãy giải thích chữ đạo trước. Chữ đạo dùng chữ tàu đi, tức là chư vị phải đi, phải hành. Nói đến đạo là phải tu hành, nếu không tu hành thì có lợi ích chi? Phải bước đi mà tu hành, thế nên đạo là hành. Không hành thì không phải là đạo, nếu không tu hành thì chư vị là chư vị, đạo là đạo, không thể hợp nhất. Chư vị phải y pháp mà tu hành. Đạo chính là chư vị cũng chính là đạo. Đạo cùng chư vị vốn không thể tách rời. Chư vị muốn tu đạo không, phải nên thật hành, tức là y chiếu theo phương pháp mà thật hành, cho đến đức hạnh. Đức là phải làm, không làm thì sao có đức? Không thể từ sáng đến chiều chỉ nói tạo đức, tạo đức, tạo đức trên môi mép mà thực tế lại không làm, miệng nói tạo đức mà thân lại tạo nghiệp, thì không có đức gì hết. Vì thế hết bảo treo đầu heo bán thịt chó. Chư vị bảo tạo đức thì phải nên làm. Có muốn tu đạo không? Nếu muốn thì phải y theo phương pháp mà tu hành.
Ở trên chữ tẩu lại có chữ thủ, cộng thành chữ đạo. Thủ nghĩa là đầu, tu hành là việc quan trọng nhất trên thế gian. Chư vị muốn chấm dứt sanh tử không? Nếu muốn thì phải tu đạo. Lại nữa, tuy không muốn cắt đứt sanh tử mà lại nói rằng không thèm tu hành. Cắt đứt sanh tử rồi thì không còn sợ sanh tử nữa, người sống đều sợ chết. Cắt đứt sanh tử là không muốn có sanh tử, lại không sợ sanh tử. Nếu muốn chấm dứt sanh tử thì đầu tiên phải tu hành, thế nên có chữ thủ ở bên trên chữ tẩu. Nếu không tu hành thì không thể chấm dứt sanh tử được. Đối với chữ thủ đầu, chúng ta hãy phân tích thêm. Trên chữ đầu có hai điểm, nhưng này tạm để qua một bên, không giảng ngay, mà chỉ giảng về chữ tự. Tự tức là tự kỷ, nghĩa là phải tự chính mình tu đạo, không thể bảo người khác tu dùm mình, không thể chỉ nói tu hành mà cắt đứt được sanh tử. Chư vị phải thật sự tạo đức, tự tu tự lo lắng những việc quan trọng của mình. Trên chữ tự có một đường ngang, dùng để dùng chi? Mọi người trên thế gian đều chỉ có một lần sanh ra. Bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ một. Có một thì sau này mới có hai, có hai rồi lại có ba, có bốn, có năm, cho đến vô số trăm ngàn, muôn vạn, vân vân, đều từ một mà phát xuất ra. Vì vậy một là vô số, vô số là một. Nếu không có một thì không có vô số, nếu không có vô số thì không có một. Tôi giảng như vậy thì cho dầu ai đi nữa cũng không có thể phản đối được. Tại sao? Vì tôi biết rằng con số trong toán học bắt đầu bằng số 1. 1 là vô số là nhiều. Hiện tại chúng ta không phải 1 cũng không phải nhiều, không phải nhiều cũng không phải 1. Tại sao biến đổi như thế? Thật ra cũng không có biến đổi thành số 1. Số 1 này cũng tượng trưng cho một vòng tròn, tiếng Anh là số 0. Số 0 bao hàm xung la vạn tượng, chân không và diệu hữu đều nằm trong số 0. Số 0 này phát xuất từ đâu? Nó là biến tướng của số 1 hay chữ nhất. Chữ nhất này vẽ cong thành một vòng tròn, uốn thẳng lại thành chữ nhất. Số 0 hay vòng tròn là bổn thể của chữ nhất, lại là bổn thể của tất cả vạn vật trên thế gian, cũng là tạng đại quang minh, tánh Như Lai tạng và Phật tánh. Phật tánh cũng là chữ nhất và chữ O. Chữ O cũng đại biểu cho tất cả sanh sanh hóa hóa ở trên thế gian, tức chân không diệu hữu. Diệu hữu và chân không, chữ O này không có điểm khởi đầu, cũng không có điểm cuối. Nếu phá chữ không này thì nó liền biến thành chữ nhất, gạch ngang. Gạch ngang, chữ nhất là gì? Tức là vô minh. Có một gạch ngang tức là có một phần vô minh. Khi không có gạch ngang thì đó là một vòng tròn. Khi vòng tròn đó không phá được thì đó là tánh tạng Như Lai. Chữ nhất gạch ngang là bắt đầu, bắt nguồn của sự vô minh, nên bảo rằng một là nhiều, nhiều là một. Một điểm phiền não xuất sanh vô số phiền não xuất sanh từ một điểm phiền não. Tại sao chư vị lại tạo bao việc vụng dại? Chỉ vì một điểm vô minh, tạo bao việc vụng dại tức là tạo bao nghiệp tội, mà phiền não cũng từ đó phát sinh ra. Vì thế chư vị nếu muốn tu đạo thì phải uốn nắn chữ nhất gạch ngang thành chữ O, tức vòng tròn, phản bổn hoàn nguyên, xoay về cội gốc. Lúc đó chư vị có thể xoay về tạng tánh Như Lai, đạt đến chân không diệu hữu. Một chữ nhất có hai điểm, hai điểm này là một âm và một dương. Kinh dịch giảng một âm một dương chính là đạo, thiếu âm thiếu dương gọi là bệnh. Thuần âm là quỷ, thuần dương là thần, nên gọi thiếu âm thiếu dương là bệnh. Lại phân tích rõ hai điểm đó, từ vô minh phát sanh ra kiến hoặc và tư hoặc, nên gọi hai điểm đó là kiến hoặc và tư hoặc. Có kiến hoặc và tư hoặc rồi thì phát sanh ra vô lượng vô số hoặc. Bao nhiêu phiền não đều từ chữ nhất này khởi lên. Nếu muốn xoay về cội gốc thì phải uốn nắn chữ nhất này thành chữ O. Làm thế nào? Không khó chư vị, chỉ việc dụng công tu hành hàng ngày, tham thiền đà tọa thì mới uốn nắn chữ nhất thành chữ O, cũng biến thành tánh tạng đại quang minh. Chư vị bảo rằng không thể tin được những cảnh giới đó, chỉ vì tâm còn ám muội, chư vị phải nên tin tưởng thì mới hoàn phục được tánh tạng đại quang minh đó. Vì không tin pháp này nên mỗi ngày từ sáng đến tối không thể xa rời phiền não được. Vô minh phiền não nếu không thể xa rời thì chư vị sẽ biến thành lóng tre đen, là thuật ngữ của thiền tông. Một cây tre có nhiều lóng tre đen. Chư vị phải tin tưởng pháp này thì mới khôi phục lại trí huệ vốn có sẵn, xoay về lại cội gốc, đạt đến tánh tạng đại quang minh, cũng là đại viên cảnh trí,
bình đẳng tánh trí, diệu quán, sắc trí, thành sở hữu trí. Tôi chỉ giảng một ít điểm trong môn phần của chữ đạo, nếu giảng tường tận vi tế thì sợ mất rất nhiều thời gian vì chữ đạo này rất vi diệu, nên giảng hoài giảng mãi vẫn không hết. Đại sư Trí Giả giảng chữ diệu trong Kinh Pháp Hoa cả 9 tuần, giảng về chữ đạo, nếu nói tường tận rõ ràng thì không phải chỉ là 90 ngày mà cho đến 90 năm, sợ vẫn chưa hết, đẩy tôi ngắn ngủi nên chỉ giảng một vài điểm thôi. Lại giảng thêm về chữ đạo này chút ít, chúng ta vừa bàn ở trên về một âm một dương. Một âm một dương là chữ nhân người, tức bảo rằng đạo không phải ở trên trời hay ở dưới địa ngục, súc sanh ngạ quỷ, mà là nơi con người. Mỗi người đều có thể tu đạo, không phải từ bên ngoài vào. Ai ai cũng có thể thành đạo được hết, tu hành đạo này tức là thành Phật. Hiện tại chư vị chưa tu thành đạo, vậy đạo này có mất không? Không có mất. Trong mình, ai ai cũng có đầy đủ đạo này hết. Hai điểm chính là từ trên trời, có thể nói là mặt trời và mặt trăng. Một điểm là mặt trời, một điểm là mặt trăng. Thì đạo ưng tu ngộ pháp không là đạo nên tu ngộ pháp không. Chư vị phải dùng mắt trí huệ để tu đạo. Người ngu si không thể tu đạo này. Có trí huệ thì mới tu được đạo này. Xoay về cội gốc tức là uốn chữ nhất gạch ngang thành chữ O vòng tròn. Chữ O này chính là tạng, tạng tánh Như Lai, là tạng Đại Quang Minh, là Phật tánh của chúng ta. Nếu có thể khôi phục lại Phật tánh tức là hiện đời thành Phật, không cần đợi trải qua ba tầng kỳ kiếp mà tu phước huệ, trong kiếp tù tướng hảo. Không cần đợi thời gian lâu xa như thế mà tức khắc liền thành Phật. Vì sao chư vị vẫn chưa thành Phật? Vì chư vị chưa biết đạo này, chưa tu đạo này và không có ai dạy cho mình đạo này. Do đó cho đến hôm nay chư vị vẫn sanh rồi chết, chết rồi sanh. Trong sáu cõi luân hồi bị lưu chuyển tới chuyển lui, chư vị chạy mãi trong sáu đường luân hồi thì chữ O vòng tròn liền biến mất. Lưu chuyển tới lưu chuyển lui trong sáu đường luân hồi, đột nhiên sanh lên trời, đột nhiên sanh xuống đất, đột nhiên vào địa ngục, đột nhiên làm thú vật, chợt tại thiên đường, chợt xuống địa ngục, chợt vào Atula, chợt làm người. Bị luân chuyển như thế không thể thoát ra khỏi vòng luân hồi. Nếu thoát khỏi vòng luân hồi thì phá được chữ nhất này, xoay về cội gốc, đạt đến tạng Quang Minh Như Lai, chính là quê hương, nhà cửa đất đai của mình. Ai ai cũng tu đạo được, có tu đạo thì mới ngộ, nhân không pháp không, nhân pháp đều không, không còn chấp trước, nên bảo rằng khổ tập diệt đạo đều không. Tam chuyển tứ đế pháp luân vận, ba lần chuyển xe pháp tứ đế, ba lần chuyển bánh xe pháp tứ đế, bên trên tôi đã giảng rõ rồi. Chuyển vận bánh luân tức là xoay qua chuyển lại pháp môn tứ đế, thất giác, bát chánh ý niệm cần, bảy phần giác, tám chánh đạo ý niệm cần tu. Bảy giác tức là bảy phần giác chi, cũng là bảy phần bồ đề, tám chánh tức là tám chánh đạo, bao trùm hết thảy giác chi, tám chánh đạo, năm căn, năm lực, bốn như ý túc, bốn chánh cần hợp lại thành 37 phẩm trợ đạo. Bảy phần bồ đề là trạch phép tinh tấn, hỷ trừ xả niệm định giác phần, tu hành y chiếu theo bảy phương pháp. Sao gọi là trạch pháp giác phần? Trạch tức là tuyển trạch, pháp tức là phương pháp, giác là minh bạch hiểu rõ, cũng là giác ngộ. Đối với pháp tu hành, chư vị phải nên chọn lựa tuyển trạch, tức là phải có trạch pháp nhãn, con mắt chọn lựa pháp thì chư vị mới biết gì là pháp, gì không phải pháp, gì là pháp thiện, gì là pháp ác, biết pháp trắng, pháp đen, phải có sức chọn lựa tuyển trạch như thế, không nên lấy đúng làm sai, lấy đen làm trắng, lấy lành làm ác. Nếu làm như thế thì không phải là trạch pháp giác phần. Sau khi chọn lựa tuyển trạch xong thì phải y theo pháp mà tu hành. Y pháp tu hành tức phải tinh tấn, nên giác phần thứ hai là tinh tấn. Chư vị phải tránh tinh tấn, chớ nên tả tinh tấn. Tránh tinh tấn tức là hoặc ngồi thiền trì chú, học giáo điển trì giới luật, tu nhẫn nhục, tất cả pháp đó đều phải tinh tấn. Nếu không tinh tấn như hôm nay ngồi thiền, ngày mai không ngồi, hôm nay trì giới, ngày mai không trì giới,
Hôm nay tu hạnh nhẫn nhục, ngày mai lại không tu, đó không phải là tinh thần giác phần. Có tinh thần giác phần, tức là ngày đêm sáng tối sáu thời đều hằng tinh tấn, sáng ba thời, tối ba thời đều tinh tấn không nghỉ ngơi. Sau khi tinh tấn được giải được rồi thì có thiền duyệt, vui trong thiền định. Thiền duyệt tức là hỷ giác phần. Ví như khi ngồi thiền công phu ngồi đến một giờ thì tự nhiên cảm giác tự tại, vừa ý vô cùng. Hút thuốc, á phiện chỉ vui thích trong chốc lát. Còn khi ấy làm bất cứ việc gì chư vị đều cảm giác an lạc, vui thích hết thà. Đạt đến an lạc này gọi là hỷ giác phần. Lại nữa, khi ngồi thiền đạt đến cảnh giới khinh an thì tâm rất là an lạc. Như cảnh giới này có lúc thì sanh khởi giống như trên, có lúc thì dễ dàng sanh tẩu hỏa nhập ma. Tại sao tẩu hỏa nhập ma? Khi sanh tâm chấp trước, tức truy cầu nắm giữ cảnh giới vừa thấy thì ma vương liền nhập vào tâm. Nếu chư vị không chấp trước thì ma vương không có cách nào để nhập vào. Chư vị nếu chấp vào cảnh giới nào thì ma liền hiện ra cảnh giới đó. Làm thế nào để giải? Lúc đó phải dùng trừ giác phần. Trừ tức là thẩm tra dò xét các ác giác quán, phải tẩy trừ các ác giác quán. Còn tránh giác quán thì phải bảo tồn. Khi chư vị trừ bỏ chấp trước thì là xả giác phần. Xả này tức là xả bỏ vọng tưởng chấp trước. Nếu không thể xả bỏ vọng tưởng chấp trước thì không đắc được tam muội và đạt đến bảy phần bồ đề. Sau khi xả được vọng tưởng chấp trước thì bảo tồn được niệm tinh tấn mà đã bàn ở trên. Chớ để quên mất niệm này đeo đuổi niệm kia, niệm huyền tại huyền, niệm niệm không quên tu tinh tấn. Tu tinh tấn thì sau này đắc được định giác phần, tức thuộc bảy bồ đề phần hay bảy giác phần. Tám chánh đạo, thứ nhất là chánh kiến. Kiến tức là ý kiến, nơi ý niệm có một kiến thấy. Kiến này phải nên chân chánh, nghĩa là kiến giải phải chính xác. Nếu không có chánh kiến thì dễ dàng lạc vào đường tà. Nếu kiến giải chân chánh thì đi được trên đường bằng phẳng. Tại sao gọi là chánh kiến tà kiến? Nếu bảo rằng phải nên học Phật Pháp, Phật Pháp là chân chánh phải nên học, đó là chánh kiến. Nếu như học đánh cờ bạc, chơi bời làm biếng hại người, đó gọi là tà kiến. Vì vậy chánh kiến rất quan trọng. Nếu có chánh kiến rồi thì có chánh tư duy, có kiến giải rồi thì phải có suy nghĩ. Suy nghĩ việc này việc nọ là đúng hay không đúng. Học Phật Pháp là một công việc tối thượng nhất trên thế gian, không sai trái, tức là chánh tư duy. Tà tư duy nghĩa là khi học Phật Pháp cho rằng không có lợi ích chi. Họ nghĩ trong thời đại khoa học Phật Pháp giảng đến giảng lui, chỉ khuyên người ta làm việc thiện, làm người tốt thôi. Hiện nay ai là người tốt? Không có ai là người tốt hết, chỉ toàn là những người xấu không thôi. Tôi thấy ông A kia truyền tạo việc xấu mà lại có tiền, có rượu để uống, cái gì cũng có. Suy nghĩ rằng học Phật Pháp không có ích chi như thế, tức là tà kiến, đi trên đường tà. Nếu có chánh tư duy thì không lạc vào đường tà. Có chánh tư duy thì kế tiếp là có chánh ngữ. Chánh ngữ tức là lời nào nói cũng đều chính xác, không nói lời say sưa, cáu tiết, không dẫn người lạc vào đường tà, nói lời chân chánh, chính xác, khiến ai ai cũng đều vui thích lắng nghe, vui thích làm theo. Có chánh ngữ rồi thì có chánh nghiệp, tức tự làm, tự tìm hành nghề chân chánh. Ai ai cũng biết rõ nghề nghiệp chân chánh là gì, chớ nên làm những nghề nghiệp phạm pháp. Thứ năm là chánh mạng. Có chánh nghiệp thì sanh mạng chân chánh. Thứ sáu là chánh tinh tấn. Tạo chánh nghiệp thì phải nên tinh tấn, chớ nên tinh tấn tạo những nghiệp bất thịnh, tạo những nghiệp bất chánh. Thứ bảy là chánh niệm. Thứ tám là chánh định. Đó là tám chánh đạo. Bốn như ý túc, tức là dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, niệm như ý túc, tư duy như ý túc. Bốn niệm xứ, tức là thân thọ tâm pháp. Quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Bốn chánh cần là điều lành chưa sanh khiến cho sanh khởi, điều lành đã sanh khiến cho tăng trưởng. Đó là giảng về phương diện điều lành, những điều ác chưa khiến cho không sanh khởi, những điều ác đã sanh khởi khiến cho chúng đoạn diệt. Đó là nói về phương diện điều ác.
Năm căn là tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, huệ căn. Năm căn này phát sinh ra năm lực. Tín có tín lực, tấn có tấn lực, niệm có niệm lực, định có định lực, huệ có huệ lực. Cộng năm căn năm lực lại thành 10. Bốn niệm xứ, bốn ý túc, 7 phần bồ đề, 8 chánh đạo cộng chung là 37 phẩm trợ đạo. Nhất đàn quán thông thành thánh quả, một lần quán thông thành thánh quả, chư vị tu 37 phẩm trợ đạo thì một ngày nào đó sẽ đột nhiên quán thông minh bạch hiểu rõ, lúc ấy chư vị chứng được quả thánh. Thiền trần hữu dư nãi hóa thành, lệch chân hữu dư nãi hóa thành, chư vị chớ nghiêng trụ tại niết bàn hữu dư. Thiền trần hữu dư niết bàn chính là hóa thành, nghĩa là thành này do biến hóa mà có, không phải là thật. Đạt đến thiền trần hữu dư niết bàn, tức là không phải niết bàn cứu cánh, nên phải còn tu thêm nữa. Vô trí diệu vô đắc, không trí cũng không đắc, tạng giáo bồ tát sự lục độ, viên tu diệu giác lý đốn minh, vô trí pháp chấp không trừ tướng. Bất đắc phi chứng liễu pháp dung, ư nhất mao đan hiện bảo sát, tọa vi trần biểu chuyển pháp luân, thử ngôn thuyết xuất hiện thành tín, vị tất trí âm hữu cơ nhân. Dịch: tạng giáo bồ tát hành sáu độ, tròn tu diệu giác lý rõ ràng, vô trí phá chấp không ca tướng, không đắc không chứng rõ pháp dung, nơi một đầu lông hiện bảo tòa, ngồi trên hạt bụi truyền pháp luân, lời nói ra người liền tin ngay, nào hay tri âm có mấy ai.